Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tinh thần lan tỏa từ hội nghị báo cáo viên các tỉnh thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đảng ủy quân khu 3 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với yêu cầu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững thế trận quốc phòng, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố xét duyệt các danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố năm 2018, gương mặt tiêu biểu thành phố năm 2018 và chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn tiêu biểu. Cùng những thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin rộng rãi tới đội ngũ báo cáo viên những nội dung cơ bản của nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trước tình hình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, kéo theo sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu, cùng những thông tin xấu độc nhanh chóng được lan truyền, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục có những thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, việc ra đời Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cấp thiết, giúp các cơ quan Đảng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động thống nhất trong việc giải quyết những khó khăn và hạn chế mà thực tiễn đang đặt ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Những nội dung được thông tin từ hội nghị cũng như định hướng trong công tác tuyên truyền thời gian tới sẽ được cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng tuyên truyền sâu rộng tại cơ sở. Sáng nay, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa 8 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chủ trì hội nghị, cùng dự có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, các đồng chí bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện trên địa bàn quân khu, huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, hội thi hội thao, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, công tác đảng, công tác chính trị đạt kết quả tốt, có trọng tâm trọng điểm, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhất là việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến tốt, thế trận quốc phòng an ninh được tăng cường, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy quân khu 3 đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ đã được phê duyệt, tăng cường các biện pháp tác chiến phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, nhất là định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng qua và một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng của thành phố trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với sự nỗ lực đổi mới sáng tạo quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến thực hiện các chế độ chính sách với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, qua đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, chủ trì cuộc họp xét duyệt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố năm 2018, danh hiệu Gương mặt tiêu biểu thành phố năm 2018, danh hiệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn tiêu biểu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2018, danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018, Huân chương Lao động các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đợt 1 năm 2019. Cùng dự có các đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Sau khi nghe cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố báo cáo về các nội dung xét tặng danh hiệu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đề nghị các thành viên hội đồng căn cứ các quy định của pháp luật thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc thẩm định hồ sơ, báo cáo hội đồng các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, các trường hợp không đủ điều kiện cần có văn bản thông báo đến các đơn vị được đề nghị xét tặng các danh hiệu. Trong quá trình xét duyệt cần hết sức thận trọng, cân nhắc từng khía cạnh và đánh giá khách quan, chính xác về những kết quả, thành tích nổi bật của các tập thể, đơn vị và cá nhân trên tinh thần nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Liên quan đến những trường hợp được đề nghị xét tặng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại quy chế đánh giá cán bộ công chức và người đứng đầu trong việc xét tặng danh hiệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn tiêu biểu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2018, báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 7. Trước đó vào sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình đã chủ trì kiểm tra tại thực địa tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa và dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập cầu Hàn cầu Đăng đến quốc lộ 37. Cùng kiểm tra có đại diện các sở ngành địa phương đơn vị liên quan và lãnh đạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cầu sông Hóa. Thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng phía bờ Hải Phòng đã hoàn thành. Nhà thầu đã thi công xong một mố và ba trụ. Giá trị xây lắp ước đạt 25,41 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản lượng thi công phía bờ tỉnh Thái Bình đạt thấp do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu và cảm ơn tỉnh Thái Bình đã khẩn trương triển khai dự án theo đúng tinh thần trao đổi giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Bảo và huyện Thái Thụy tạo mọi điều kiện để Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu đẩy mạnh thi công, bảo đảm tiến độ chất lượng công trình. Đối với dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập cầu Hàn cầu Đăng đến quốc lộ 37, qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình đánh giá tiến độ thi công các dự án đang chậm so với tiến độ đã cam kết với Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND TP chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, đề xuất hình thức kỷ luật và báo cáo UBND TP trước ngày 10 tháng 7. Ban Quản lý Dự án giả soát, lên đường găng gắn với tiến độ thi công công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kiên quyết thay những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Ngoài yêu cầu huyện Vĩnh Bảo xem xét hồ sơ, khẩn trương di rời hệ thống cột điện, lưu ý các đơn vị trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông trên tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình cũng phê bình Sở Tài nguyên Môi trường, cử người tham gia đoàn kiểm tra không đúng thành phần, không báo cáo. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp nghe các sở ngành địa phương đơn vị báo cáo và thống nhất nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp tháng 6 năm 2019. Cuộc họp đã xem xét, rà soát, thống nhất các nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Phú Cường kiến nghị được ưu đãi đầu tư, khấu trừ tiền thuê đất sau khi thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất kiểu mẫu áp dụng công nghệ cao tại phường Phú Liễn, quận Kiến An. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hạ Long kiến nghị được thuê đất tại cảng Trân Châu để sản xuất sau khi bị thu hồi đất và được bồi thường thiệt hại do ngừng sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Cao kiến nghị về việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để công ty có đường vào bãi xe.
kiến nghị của Hợp tác xã Nước Sạch An Hòa muốn chuyển giao địa bàn cấp nước, cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp đủ điều kiện bảo đảm chất lượng nguồn nước nhưng còn vướng mắc về hồ sơ thủ tục. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành giao các sở ngành địa phương đơn vị kiểm tra, rà soát lại những vấn đề còn vướng mắc, căn cứ theo các nội dung kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp để giải quyết, xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Trong phần tiếp theo của chương trình, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải tạo ngõ ngách và chỉnh trang đô thị. Hiệp định thương mại tự do với EU EVFTA đã mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường lớn, khi mà gần như 100% dòng thuế sẽ được hưởng cắt giảm thuế quan trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, để chinh phục các thị trường khó tính như EU thì không phải việc đơn giản. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn lực lượng phòng không không quân, mỗi cán bộ chiến sĩ của quân chủng, từ vị tư lệnh cho đến người phi công, người chiến sĩ ngồi trên mâm pháo, tất cả đều phải tôi luyện ý chí, quyết tâm, nắm vững nghệ thuật đánh địch trên không, bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng không 363 phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thi đua rèn đức luyện tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Đông Bắc của Tổ quốc. Cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 238 gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy sự đoàn kết của đơn vị, tài năng trí tuệ của cán bộ chiến sĩ. Với phong trào, tuổi trẻ Trung đoàn tiến quân vào khoa học công nghệ. Trong 5 năm qua, nhiều sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu do các đảng viên trẻ làm chủ đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo các cấp. Trong đó, có mô hình huấn luyện trắc thủ radar P-18 của Đại úy Nguyễn Bá Phú, trợ lý kỹ thuật Ban Kỹ thuật Trung đoàn 238, đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo trẻ quân chủng phòng không không quân. Đây là mô hình sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, được ra đời sau một thời gian dày công nghiên cứu. Qua quá trình làm việc và công tác tại đơn vị thì tôi nhận thấy rằng là khí tài đã qua nhiều năm sử dụng và các cái linh kiện hầu như là đã rất là già hóa rồi. Mặc dù như vậy thì cái thời gian huấn luyện và nhu cầu huấn luyện cho chiến sĩ mới là rất là cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn hiện nay. Do đó thì cái việc mà mở máy huấn luyện liên tục thì dẫn đến là rất ảnh hưởng rất lớn đến khí tài. Cũng xuất phát từ cái điều đó thì chúng tôi cũng suy nghĩ trăn trở và cũng nảy sinh ra ý tưởng là tạo ra một cái mô hình và thay thế cái khí tài đấy. Đấy, và chúng không cần mở khí tài chúng ta cũng có thể huấn luyện được cho chiến sĩ. Thấm nhuần lời Bác dạy, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 240, Sư đoàn phòng không 363 xác định rõ nhiệm vụ, ngày đêm học tập huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu trời không bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không. Đặc biệt, những năm gần đây, Trung đoàn và các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Chúng tôi luôn nhận thức rõ, đây là sinh hoạt chính trị sâu rộng, là thời cơ để mỗi quân nhân nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội, đặc biệt là về bản chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, phát huy được trí tuệ tập thể, công sức và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Việc học tập và làm theo lời Bác đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn, ngay cả trong cuộc sống thường ngày, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng rèn luyện. Các đơn vị đang tập trung huấn luyện cho lực lượng tên lửa, pháo phòng không tham gia bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối, phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi của quân chủng phòng không không quân. Hơn 240 ngõ ngách đã được cải tạo nâng cấp, tạo diện mạo đô thị sạch đẹp. Đó là kết quả của quận Hồng Bàng với những nỗ lực thực hiện chủ trương của thành phố về hỗ trợ xi măng cải tạo, nâng cấp ngõ ngách. Ngõ 57 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai vừa được cải tạo nâng cấp theo chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố. Khi mà chưa làm thì cái ngõ này á,
thì nhân dân là đi là rất là khập khiễng, bởi vì là các cháu rồi các người già đi lại rất là khó khăn, và đồng thời nữa lúc mưa là có chỗ trũng chỗ cao. Thế nhưng mà từ khi mà được thành phố quan tâm đến giờ thì là tổ dân phố chúng tôi thấy là rất là phấn khởi, vì lý do là ngõ rất là đẹp và đồng thời là không ảnh hưởng gì đến cái đi lại của người già cũng như là của các cháu nhỏ. Ngõ 57 Điện Biên Phủ có chiều dài hơn 90 mét, chiều rộng trung bình gần 2 mét. Để làm được ngõ này, cùng với nhân công cát đá, ngõ 57 Điện Biên Phủ cũng là một trong 8 ngõ của phường Minh Khai được hỗ trợ xi măng nâng cấp và cải tạo ngõ theo chủ trương của thành phố với tổng chiều dài hơn 700 mét. Trong thời gian tới thì Ủy ban phường tiếp tục là tiến hành rà soát các cái ngõ phố trên địa bàn phường xuống cấp, và chúng tôi phấn đấu trong năm 2019 là thực hiện xong tất cả các cái ngõ phố trên địa bàn phường để thực hiện tốt cái nghị quyết 05 của thành phố để không còn cái ngõ nào bị ngập lụt. Như vậy, cùng với phường Minh Khai, đến nay toàn quận Hồng Bàng đã cải tạo nâng cấp 241 ngõ ngách với tổng chiều dài hơn 19.000 mét, trung bình các ngõ rộng từ 2,5 đến 4 mét. Toàn quận cũng đã nhận hơn 3.300 tấn xi măng thành phố hỗ trợ. Hiện còn 14 ngõ ngách cần nâng cấp, chính quyền địa phương và nhân dân các tổ dân phố đang phấn đấu sẽ hoàn thành trong thời gian tới nhằm tiếp tục chỉnh trang đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Đến nay, Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA, trong đó có cả những FTA thế hệ mới. Tuy nhiên, EVFTA, hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam mới ký kết với EU, là hiệp định có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và tạo sự khác biệt so với các FTA khác, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường lớn khi mà gần như 100% dòng thuế sẽ được hưởng cắt giảm thuế quan trong vòng 7 năm. Cơ hội thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, tuy nhiên để sớm tận dụng những ưu thế lâu dài mà EVFTA mang lại, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị nhiều điều kiện để sản phẩm của mình sớm góp mặt tại thị trường lớn như EU. Không chỉ là việc cắt giảm 99% thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU, hiệp định EVFTA còn cho thấy độ bao phủ toàn diện khi trải rộng mức xóa bỏ thuế quan tới các loại hàng hóa khác, từ đầu tư, mua sắm chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ và đặc biệt là hàng nông sản. Vì vậy, hiệp định không chỉ là điều kiện giúp nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều, mà còn có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút được dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU. Hải Phòng có rất nhiều những cơ hội và lợi thế. Thứ nhất là một cái đất nước hội nhập sâu rộng như này mà Hải Phòng lại là cửa ngõ của cái nền kinh tế ấy. Mình chính là điểm nối. Mà đã là điểm nối thì đấy là gì ạ? Là logistics, đấy là kết nối với các nhà đầu tư và các thị trường trên thế giới, trong khu vực. Hải Phòng là có truyền thống của một thành phố công nghiệp, không chỉ bắt tay với thị trường các nhà đầu tư trên thế giới, mà hoàn toàn Hải Phòng, doanh nghiệp Hải Phòng có thể kết nối vào được những cái mạng sản xuất, những cái chuỗi giá trị, và với những cái nhà đầu tư, với những nhà sản xuất tốt nhất. Hiện nay, EU tiếp tục là một trong những thị trường chủ lực của nông sản Việt Nam. Các sản phẩm nông sản của Việt Nam đang dần đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và dần có chỗ đứng trên thị trường châu Âu. Hơn 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có mặt tại 165 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó có sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ như cà phê, gạo, điều, rau quả. Tại Hải Phòng, nơi nhà máy chế biến và xuất khẩu rau củ quả Harvest Food đang bắt tay vào xây dựng, EVFTA là tín hiệu vui cho doanh nghiệp và cả những vùng trồng nguyên liệu đang hình thành. Hải Phòng thì chúng tôi nghĩ là nên tập trung vào vấn đề là chế biến sâu, nên vì thế chúng tôi tập trung vào là nhà máy chế biến sâu nằm ở đây, là nó rất là thuận tiện về đường về giao thông cũng như là về vấn đề về logistics, về xuất đi đường cảng biển cũng như là đường bộ. Nếu chúng ta có cái nhà máy ở đây thì chúng ta có thể là tiếp cận được cái vấn đề mà giảm thiểu cái chi phí vận tải để làm sao có thể là xuất khẩu trực tiếp sang thị trường khác tốt hơn. Triển vọng từ EVFTA đã mở ra, nhưng những rào cản đầu tiên của nông sản Việt khi xuất khẩu sang EU cũng được nhìn thấy. Đó là vấn đề thiếu liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Theo khảo sát, 70% nguyên liệu nông sản được thu mua từ nông dân. Chỉ một tỷ lệ nhỏ là doanh nghiệp tự đầu tư hoặc mua từ các trang trại của nhà nước. Với dự án Harvest Food tại Hải Phòng, vấn đề này sẽ sớm được giải quyết, nhất là khi tại kỳ họp thứ 10 sắp tới,
Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến sẽ thông qua đề án cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể hóa việc hình thành 170 vùng trồng rau quả tập trung để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Cái nhà máy này mà vào sản xuất là mỗi một ngày là khoảng cỡ 500 tấn hoa quả các loại sản xuất ra nước ép để xuất khẩu, rồi tiêu thụ ở trong cái thị trường trong nước. Các ngành, các đồng chí tập trung ủy ban lãnh đạo chỉ đạo để trình Hội đồng Nhân dân thành phố cái kỳ này một cái nghị quyết về hỗ trợ cho bà con nhân dân chuyển đổi cái cây trồng bằng cái nguồn ngân sách của thành phố. EU là một thị trường khó tính và khắc nghiệt. Đối với các loại hàng hóa nhập khẩu, Liên minh châu Âu luôn có những quy định, quy chuẩn khắt khe. Tuy nhiên, đây thực sự là mảnh đất màu mỡ để nông sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Do vậy, để vào với thị trường lớn, câu chuyện không chỉ là chất lượng hàng hóa. Đó chính là quyền lợi của người lao động, môi trường làm việc của họ, cũng như năng suất lao động và sự lãng phí trong sản xuất. Nói chung là tất cả những vấn đề liên quan đến môi trường, sự bền vững, quyền lợi của người lao động mà chúng ta đều đang dành sự quan tâm. Vì cuối cùng, người tiêu dùng trên toàn thế giới rất quan tâm tới các sản phẩm của chúng ta. Có cái gì ở trong đó, những sản phẩm đó sẽ được xử lý như thế nào? Sức mạnh của người tiêu dùng là một trong những sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có được. EU, đối tác tiềm năng của Việt Nam, nay càng trở nên quan trọng hơn khi EVFTA được ký kết. Song, để tận dụng được những cơ hội đó, ngoài bám sát các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, điều quan trọng là doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng tư duy sản xuất có trách nhiệm. Với 12 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi nhiều nước đã được hưởng ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong nước đã cấu kết với doanh nghiệp nước ngoài, lợi dụng hàng hóa từ Việt Nam để xuất khẩu và trục lợi. Tổng cục Hải quan đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng này để bảo vệ uy tín cho thương hiệu hàng hóa Việt, đồng thời tránh bị trừng phạt thuế quan của các nước do tác động xấu của các hành vi này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Lạc trụ sở tại Hà Nội có mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu một container giày thể thao từ Trung Quốc về Việt Nam. Thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 đã kiểm tra hàng hóa và phát hiện toàn bộ lô hàng này mang nhãn hiệu Topper đã biến thành hàng made in Việt Nam và sẽ xuất đi Argentina. Khi chúng tôi tiếp nhận hồ sơ thì phát hiện trên hồ sơ có những sự khác biệt, các thông tin nghi vấn liên quan đến vận đơn và phần khai báo của doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với lực lượng kiểm soát hải quan để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa. Và khi mở hàng hóa ra thì trên hàng hóa có mô tả hàng có ghi xuất xứ Việt Nam. Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như quản lý rủi ro, kiểm soát hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để có thể chủ động phát hiện những lô hàng giả mạo xuất xứ. Mới đây, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo hải quan các cửa khẩu trên toàn quốc kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ xuất nhập khẩu để kịp thời phát hiện hàng nhập khẩu từ nước ngoài làm giả xuất xứ Việt Nam hoặc đưa vào trong nước nhằm hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ để xuất khẩu đi nước thứ ba. Đồng thời theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có hợp đồng gia công với nước ngoài trong nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu để ngăn chặn việc lợi dụng xuất xứ của Việt Nam để xuất đi các nước Việt Nam được ưu đãi về thuế quan. Phối hợp với cơ quan hải quan các nước để tiến hành xác định những doanh nghiệp, những cơ sở từ bên ngoài có cái móc nối đối với doanh nghiệp trong nước thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh để lợi dụng CO xuất khẩu từ Việt Nam đi hoặc là từ nước ngoài vào Việt Nam. Cơ quan hải quan cũng sẽ đồng thời thực hiện điều tra phát hiện các doanh nghiệp ma, doanh nghiệp bình phong, một số nhà đầu tư và đối tượng tội phạm nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để trá hình, mua bán nhập khẩu hàng có nguồn gốc nước ngoài. Sau đó cắt nhãn hiệu nước ngoài đi để gắn nhãn Việt Nam vào, hoặc đặt toàn bộ ở nước ngoài đưa về Việt Nam rồi lại xuất đi. Ngành hải quan cũng sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để quản lý chặt việc cấp chứng nhận xuất xứ cho các mặt hàng xuất khẩu. Mặt khác, sẽ điều tra và đề nghị xử lý hình sự đối với vụ việc giả xuất xứ Việt Nam để trục lợi.
Để phòng ngừa ùn tắc tai nạn giao thông liên quan đến loại xe ô tô đầu kéo, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã chỉ đạo các đội trạm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo đó, các đội trạm tập trung tuần tra trên các tuyến đường có mật độ phương tiện này lưu thông cao như Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, quốc lộ 5, quốc lộ 10, tỉnh lộ 356, 359. Từ đầu năm 2019 đến nay, trung bình mỗi tuần Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt kiểm tra xử lý từ 100 đến 130 trường hợp xe ô tô đầu kéo vi phạm các lỗi như không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, chạy sai phần đường làn đường. Nhờ tích cực triển khai các giải pháp nên so với cùng kỳ năm 2018 đã giảm cả 3 tiêu chí. 6 tháng đầu năm, toàn thành phố xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm chết 38 người và bị thương 13 người. Gia đình kết nối yêu thương là chủ đề của hội thi thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách báo, hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng phối hợp tổ chức sáng nay. Không chỉ là hoạt động hè bổ ích, giúp các em thiếu nhi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đọc sách báo và hướng về gia đình, hội thi còn góp phần nuôi dưỡng thú vui đọc sách báo và kỹ năng nói trước đám đông trong các em nhỏ. Hội thi kể chuyện năm nay có sự tham gia của 10 đội đại diện cho các quận huyện tham gia hai phần thi là giới thiệu đội hình và trình bày nội dung. Với chủ đề Gia đình kết nối yêu thương, các đội đã mang tới những câu chuyện có ý nghĩa về gia đình, về những tấm gương sáng vượt khó vươn lên. Thông qua giọng kể truyền cảm, sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, diễn xuất, phần thi của các em giống như những tác phẩm sân khấu thực thụ. Con cảm thấy khá hài lòng với phần dự thi của mình. Cuộc thi này hối thúc con đọc nhiều sách hơn và con muốn kể nhiều câu chuyện hay cho tất cả mọi người để nghe. Những năm qua, Hải Phòng là địa phương duy trì liên tục hội thi thiếu nhi tuyên truyền sách báo hè và trở thành mô hình điểm để thư viện các tỉnh, thành phố khác đến tham quan học tập. Trong những năm gần đây thì thư viện luôn luôn đổi mới các cái hoạt động dành cho bạn đọc nói chung và đặc biệt là dành cho thiếu nhi nói riêng. Mỗi một năm thì thư viện lại tổ chức một hội thi cấp thành phố. Mỗi một năm thì đều có một cái chủ đề khác nhau. Dựa trên những cái tài liệu có sẵn tại thư viện, với cái không khí tại hội trường hôm nay thì các bạn cũng đã cảm nhận được cái sự quan tâm đến sách báo và cái văn hóa đọc. Được triển khai từ đầu tháng 2 tại 100% xã phường thị trấn, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Hội thi kể chuyện là một trong những cách làm hay để tạo ra những sân chơi bổ ích vào dịp hè cho các em thiếu nhi. Không chỉ giúp các em hiểu rõ về lợi ích của việc đọc sách báo, những hoạt động như thế này còn từng bước nuôi dưỡng niềm vui đọc sách trong các em nhỏ, nhất là khi văn hóa đọc đang bị lấn át bởi sự phát triển của công nghệ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Áp thấp suy yếu cũng là thời điểm nắng chảy đều khắp các tỉnh ven biển Bắc Bộ, khiến thời tiết khá nắng nóng trong hôm nay và cả ngày mai ngày 6 tháng 7. Tiếp tục sự ảnh hưởng của vùng áp thấp sau bão số 2, Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi vào đêm nay. Riêng phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ngày nắng. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng. Trung du có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ và cao nhất lên tới 37 độ trời nắng. Khi vùng áp thấp nóng chưa hết lại kết hợp với hiệu ứng phơn nên nhiều tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến ở mức 35 đến 37 độ. Thời gian nắng nhất từ 11 đến 16 giờ. Trong 2 ngày cuối tuần, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng và có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tuần kế tiếp. Tương tự các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.